vụ cô gái trong vali ở Vũng Tàu, tình tiết bất ngờ về bị can Võ Thành Long. Người phụ nữ tẩm xăng lên người rồi phóng hỏa. Khống chế đối tượng vô cớ dùng hung khí hành hung người đi đường. Khởi tố vụ cháy nhà trọ làm 14 người tử vong ở phố Trung Kính, Hà Nội. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh YouTube của chúng tôi. Vừa rồi là những tin chính sẽ có trong chương trình. Còn bây giờ mời quý vị theo dõi phần thông tin chi tiết. Vụ cô gái trong vali ở Vũng Tàu, tình tiết bất ngờ về bị can Võ Thành Long. Chuyển đến tin tức đáng chú ý khác, ngày 26 tháng 5, một nguồn tin cho biết Võ Thành Long sinh năm 2004, kẻ đã ra tay sát hại cô gái 21 tuổi, rồi nhét vào vali, phi tang từng phải chấp hành xong án phạt tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi chưa đủ 18 tuổi. Theo nội dung vụ án, do cần tiền tiêu xài nên Long có ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 13 tháng 9 năm 2022, Long dùng tài khoản Facebook truy cập vào trang Việc làm Bà Rịa thì thấy tài khoản tên Nguyễn Bá C đăng tin tìm việc, nên đã nhắn tin và hứa giới thiệu việc làm cho C. Trong lúc ngồi nhậu, Long nói C cho mượn xe máy đi chở bạn, sau đó lấy xe bỏ đi, chặn hết liên lạc với C. Quá trình điều tra, Long còn khai nhận chiếm đoạt một xe máy của người đàn ông tên Định. Ngoài ra, trong thời gian làm nhân viên một quán ăn, Long lấy cắp một số tài sản khác. Tại bản cáo trạng, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Bà Rịa đã truy tố Long về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo khoản 1 điều 174 Bộ Luật Hình sự. Hội đồng xét xử xét thấy bị cáo nhất thời phạm tội, có nhiều tình tiết giảm nhẹ, không có tình tiết tăng nặng, nhân thân tốt. Khi thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo chưa đủ 18 tuổi, khả năng nhận thức hành vi còn hạn chế nên được áp dụng thêm điều luật đối với người dưới 18 tuổi phạm tội. Từ đó, xử phạt bị cáo Võ Thành Long 6 tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù, tính từ ngày 15 tháng 9 năm 2022. Liên quan đến vụ án thứ hai là đối tượng gây ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Võ Thành Long và Vũ Thành Huy, 25 tuổi, ngụ xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa. Theo đó, Võ Thành Long khi bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra về tội giết người và cướp tài sản, còn Huy bị khởi tố bắt tạm giam về tội che giấu tội phạm và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Theo điều tra, Long quen biết chị T, 21 tuổi, ngụ huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh, qua mạng xã hội. Sau đó, ngày 18 tháng 5, Long và Huy đưa chị T đi chơi ở Vũng Tàu. Nửa đêm, Long đưa chị T về khách sạn, sau đó sát hại nạn nhân và gọi điện cho Huy cùng phi tang ở khu vực núi nhỏ thành phố Vũng Tàu vào trưa 19 tháng 5. Sau khi nhận thông tin từ Công an huyện Cần Giờ, chỉ trong 12 giờ, Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã bắt giữ các đối tượng, sau đó tìm thấy vali chứa nạn nhân. Người phụ nữ tẩm xăng lên người rồi phóng hỏa. Thưa quý vị, tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, vụ việc người phụ nữ lớn tuổi bị lửa thiêu dẫn tới bỏng nặng, nghi tự tẩm xăng rồi phóng hỏa, nạn nhân ngay sau đó đã được người dân phát hiện dập lửa đưa đi cấp cứu. Vụ việc xảy ra sáng 26 tháng 5 tại nhà trọ ở khu phố Đông Tư, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Nạn nhân trong vụ việc được xác định là bà VNPH, sinh năm 1965 tại thành phố Hồ Chí Minh. Thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, người dân phát hiện bà bốc cháy phía trước khu trọ. Quá hoảng sợ, người dân đã hô hoán nhau cùng dập lửa. Khoảng một lát sau, lửa được dập tắt, lúc này nạn nhân nằm bất động tại hiện trường. Quần áo và chăn mền quấn trên người nạn nhân bị cháy xém. Người dân đã gọi xe cấp cứu đưa nạn nhân đến bệnh viện. Hiện do vết bỏng quá nặng, nạn nhân được chuyển lên bệnh viện tỉnh. Theo người nhà nạn nhân, bà H sinh sống ở nhà trọ đã hơn 10 năm, bà H mưu sinh bằng nghề bán nước uống. Chiều 25 tháng 5, bà xếp đồ đạc chuẩn bị chuyển trọ đến nơi ở khác. Bà H có tâm sự với một số người về việc gần đây cuộc sống khó khăn, tiền không còn. Trong khi đó, bà chuẩn bị phải chuyển trọ sang nơi ở mới, phải chi phí thêm. Cũng trong chiều 25 tháng 5, người trong gia đình có mua một can xăng về phòng để dùng cho xe máy đi lại. Tuy nhiên, đến sáng nay, người phụ nữ sử dụng can xăng để tự tẩm lên người, rồi làm điều dại dột. Lực lượng chức năng đang có mặt tại hiện trường, thu thập thông tin để điều tra làm rõ sự việc. Khống chế đối tượng vô cớ dùng hung khí hành hung người đi đường. Thưa quý vị, vào khoảng 8 giờ sáng ngày 26 tháng 5, tại khu vực giáp ranh đường Thanh Niên, Quán Thánh, Hà Nội, xuất hiện một đối tượng nam giới bất ngờ dùng hung khí tấn công nhiều người đi đường gây thương tích. Anh Thắng, nhà ở quận Hoàng Mai, là người chứng kiến sự việc kể lại. Thời điểm đó, tôi vừa đạp xe đến khu vực đường Thanh Niên, trước cửa đền Quán Thánh thì chứng kiến cảnh tượng. Nhiều người dân vẫn đang hết sức bàng hoàng. Một quán nước vỉa hè
lanh tanh bành bàn ghế, nghe nói người bán hàng bị tấn công bằng hung khí và đã được đưa đến bệnh viện sơ cấp cứu. Chưa hết, ngay sau đó một số người dân đi xe máy, xe đạp ở trục Quán Thánh Thanh Niên cũng đã bị đối tượng nam giới lạ mặt dùng hung khí đuổi theo rồi bất ngờ tấn công gây thương tích. Theo các nhân chứng thì đối tượng có biểu hiện tâm lý bất thường, đồng thời cho biết các nạn nhân không có quen biết hay xảy ra mâu thuẫn với nam thanh niên. Rất may là ngay sau đó lực lượng chức năng đã có mặt khống chế đối tượng, ngăn chặn hành vi nguy hiểm manh động tiếp diễn. Khởi tố vụ cháy nhà trọ làm 14 người tử vong ở phố Trung Kính, Hà Nội. Liên quan đến vụ cháy nhà trọ tại phố Trung Kính, quận Cầu Giấy, Hà Nội khiến 14 người tử vong, Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để làm rõ hành vi vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy. Ngày 25 tháng 5, Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy liên quan đến vụ cháy làm 14 người tử vong tại khu nhà trọ ở phố Trung Kính, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Theo đó, cơ quan công an sẽ xác minh hai nội dung: xem xét trách nhiệm của chủ nhà cho thuê trọ tại phường Trung Kính, Hà Nội và trách nhiệm của nhóm quản lý nhà nước để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội tiếp tục điều tra mở rộng để làm rõ toàn bộ nội dung vụ án. Theo thông tin từ công an thành phố Hà Nội, vào khoảng 0 giờ 46 phút ngày 24 tháng 5, lực lượng chức năng nhận được tin báo cháy tại nhà trọ cao 3 tầng ở số 1, ngách 43/98/31 phố Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy. Đến 0 giờ 52 phút cùng ngày, các đơn vị đã tiếp cận hiện trường triển khai chữa cháy, ngăn cháy lan cùng các mũi trinh sát tìm kiếm cứu người bị nạn. Thời điểm này, đám cháy đã phát triển mạnh, thiêu rụi nhiều xe máy, xe đạp điện, xe đạp tại khu vực sân, khói và khí độc bao trùm toàn bộ khu vực cháy. Lực lượng chức năng cùng người dân giải cứu được 6 người mắc kẹt đưa vào viện cấp cứu. Đến 1 giờ 26 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Qua tìm kiếm, các lực lượng phát hiện 14 người tử vong. Theo cơ quan chức năng, ngôi nhà xảy ra cháy là nhà ở gia đình và cho thuê để ở, cách mặt phố Trung Kính khoảng 200 mét. Quy mô nhà gồm một nhà 2 tầng, một tum bố trí sân phơi thoáng, một dãy nhà 3 tầng, mỗi tầng 4 phòng, hành lang hở phía trước. Nhà được xây dựng với diện tích khoảng 150m2, trên tổng diện tích khu đất là 205m2. Phần diện tích còn lại được bố trí để xe máy, xe đạp điện. Gia đình chủ nhà có 7 người và 17 người khác đăng ký thuê ở. Thành viên gia đình đã tham gia lớp tuyên truyền tập huấn về phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn do khu dân cư, tổ dân phố tổ chức. Thưa quý vị, mới đây lại tiếp tục xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng tại Bình Phước, khiến một nam công nhân bị đứt hết ba chi và tử vong ngay sau đó. Ngày 26 tháng 5, người đàn ông bị tai nạn lao động thương tâm đã tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương vì vết thương quá nặng. Người đàn ông bị tai nạn trước đó được xác định là anh Nguyễn Văn L, 38 tuổi, hộ khẩu thường trú tại Hà Tĩnh, ở trọ tại thị xã Chân Thành, Bình Phước. Theo gia đình nạn nhân, do vết thương quá nặng, anh L đã tử vong tại bệnh viện vào rạng sáng cùng ngày. Hiện tại, gia đình đang làm thủ tục để đưa anh L về quê mai táng. Anh L là công nhân làm việc tại một công ty ở phường Hưng Long, thị xã Chân Thành, Bình Phước. Ngày 23 tháng 5, anh L cùng một số công nhân đang làm việc tại vị trí máy trộn. Lúc này, anh L đưa một bao bột để đổ vào máy trộn. Khi đang đổ thì bất ngờ bị cuốn cả người vào máy. Thấy vậy, các công nhân đã nhanh chóng ngắt điện, tuy nhiên anh L đã bị thương rất nặng. Sau đó anh L được chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Cũng theo gia đình nạn nhân, anh L đã bị mất đôi chân và cánh tay trái, gãy xương sườn và chấn thương sọ não, chưa đủ sức khỏe để chuyển lên tuyến trên. Được biết, công ty nơi anh L làm việc mới đi vào hoạt động được khoảng hơn một tháng. Ông Lê Khắc Đồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Chân Thành cho biết, sau khi nắm được thông tin vụ việc, Ủy ban Nhân dân thị xã đã chỉ đạo Công an thị xã Chân Thành, các đơn vị liên quan xuống công ty hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời điều tra làm rõ để xử lý theo quy định. Ông Đồng thông tin, công ty này mới đi vào hoạt động khoảng hơn nửa tháng. Làm việc với cơ quan chức năng, phía công ty cũng khẳng định sẽ lo chi phí điều trị cho anh Lưu. Hiện công an địa phương đã vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Có nồng độ cồn, bị giữ xe, người đàn ông ở Hà Nội lăng mạ rồi tát cảnh sát giao thông. Thưa quý vị, ngày 24 tháng 5, khi tổ công tác đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Sóc Sơn thực hiện chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn tại huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, đã bắt gặp một trường hợp vi phạm. Tuy nhiên, thay vì chấp hành, người này lại lăng mạ rồi tát một chiến sĩ cảnh sát giao thông. Cụ thể, vào khoảng 12 giờ 35 phút, tổ công tác đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Sóc Sơn thấy một người đàn ông điều khiển mô tô biển kiểm soát 88F2-1182 có biểu hiện sử dụng bia rượu. Tổ công tác đã dừng phương tiện và yêu cầu chấp hành kiểm tra nồng độ cồn.
Kết quả người này vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,323mg trên một lít khí thở. Người đàn ông được xác định là Nguyễn Văn Tựa, sinh năm 1972, trú thôn Xuân Dục, xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Tuy nhiên, sau khi bị tổ công tác lập biên bản tạm giữ phương tiện, ông Tựa đã to tiếng và chửi bới lực lượng chức năng, sau đó đã thẳng tay tát vào mặt đại úy Nguyễn Quang Hưng, cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Sóc Sơn. Ngay sau đó, tổ công tác khống chế ông Tựa và bàn giao cho đội điều tra tổng hợp công an huyện Sóc Sơn theo đúng thẩm quyền. Vợ chưa làm phép mổ đã vội xuất viện về chịu tang chồng gặp nạn trong đám cháy. Liên quan đến vụ cháy kinh hoàng xảy ra tại trung kính khiến 14 người tử vong thương tâm, có chồng là nạn nhân xấu số, người vợ ở tỉnh Bắc Cạn mang theo vết mổ chưa kịp lành, nén nỗi đau thể xác vội xuất viện về chịu tang chồng. Chị HTN ở xã Đồng Thắng, huyện Chợ Bồn, tỉnh Bắc Cạn, đau xót viết dòng trạng thái lên trang Facebook cá nhân: "Vĩnh biệt anh, em và con mãi yêu anh nghĩ nhé chồng yêu." Mới trải qua ca phẫu thuật ruột thừa hôm 19 tháng 5, vết mổ chưa kịp lành, chị N đã xin xuất viện sớm để chịu tang chồng, mang theo thuốc kháng sinh về nhà uống. Cuối tuần trước, anh Ma Ngọc Tân, 37 tuổi, chồng chị N, xin nghỉ phép từ Hà Nội về đưa vợ tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Cạn mổ ruột thừa. Sáng 23 tháng 5, anh Tân gửi gắm vợ cho người thân chăm sóc, rồi tất bật quay lại thành phố tiếp tục công việc. Chị N không ngờ rằng sau lời chào tạm biệt hôm đó, chị và chồng mãi mãi xa nhau. Rạng sáng 24 tháng 5, ngọn lửa hung ác chôn vùi cuộc đời hoài bão và cả gánh nặng còn dang dở của anh Tân cùng 13 người hàng xóm trong căn nhà trọ ở đường Trung Kính, quận Cầu Giấy. Lãnh đạo xã Đồng Thắng cho biết gia đình anh Tân hoàn cảnh làm thuần nông, bố mẹ tuổi đã cao, anh lại là con trưởng, người vợ vừa trải qua cuộc phẫu thuật. Giờ nhận tin dữ này vô cùng đau đớn. Từ lúc kết hôn, vợ chồng anh Tân phải sống xa nhau, anh cố bám víu Hà Nội vì sợ ở quê không có việc làm, còn vợ anh công tác tại ngân hàng chính sách ở Bắc Cạn. Cặp đôi kết hôn đã lâu nhưng khó khăn đường con cái do người vợ mắc bệnh base down khó có thai. 3 năm trước, anh chị đã hạnh phúc chào đón cậu con trai kháu khỉnh. Bố mẹ anh Tân tuy đã lớn tuổi, sức khỏe yếu, song cố chăm sóc cháu nội để con dâu yên tâm đi làm. Sáng 24 tháng 5, người thân ở Bắc Cạn đọc thông tin về vụ cháy. Họ gọi liên tục vào số điện thoại của anh Tân nhưng đáp lại chỉ là những hồi chuông dài vô vọng. Linh tính có chuyện chẳng lành, người thân nhờ chị D đang là bác sĩ tại một bệnh viện ở Hà Nội tìm kiếm. Liên hệ đến bệnh viện 19 tháng 8. Xác nhận anh Tân là một trong những nạn nhân được chuyển về đây, chị D bàng hoàng, không biết bắt đầu từ đâu để thông báo cho bố mẹ anh. Khi công an đưa ảnh anh Tân, chị D nhận ra ngay nạn nhân được xác định tử vong do ngạt khí. Chị thay mặt gia đình lo mọi thủ tục thuê xe đón anh về Bắc Cạn. Trên xe, lòng nặng trĩu, chị D đắn đo, không biết phải thông báo thế nào với bố mẹ hơn 60 tuổi và người vợ của anh đang nằm viện. Chị dặn người thân sang nhà nói chuyện, làm tinh thần trước với ông bà. Ngày 24 tháng 5, họ hàng thay nhau dọn rạp chuẩn bị lo hậu sự, thông báo tổ dân phố. Căn nhà sàn đơn sơ ở chân đồi, từ đường nhựa phải đi bộ vào thôn khoảng 1 km, băng qua một cánh đồng. Cả thôn làng đã đứng chờ sẵn ở đầu đường, lặng lẽ đón anh về nhà. Ngay trong tối 24 tháng 5, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Đồng Thắng xuống thăm hỏi, động viên gia đình. Chính quyền vận động bà con lối xóm giúp gia đình chuẩn bị hậu sự. Mỗi hộ dân đóng góp 2 kg gạo, 1 vác củi khô 50.000 đồng. Bà con xóm nghèo mỗi người một chân một tay giúp gia đình đến khi an táng xong cho người đàn ông hiền lành, tốt tính. Nghi phạm cầm vật nghi súng cướp cửa hàng điện thoại bị bắt khi đang trốn ở đâu? Ngày 25 tháng 5, Công an huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An cho biết vừa bắt được nghi phạm cầm vật nghi súng vào cửa hàng điện thoại uy hiếp 2 cô gái để cướp tài sản. Ngày 25 tháng 5, Công an huyện Diễn Châu, Nghệ An cho biết đơn vị đang làm thủ tục di lý nghi phạm thực hiện vụ cướp điện thoại táo tợn xảy ra trên địa bàn huyện. Bước đầu, nghi phạm khai nhận là Vũ Văn Đức, 18 tuổi, trú xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu, Nghệ An. Đức bị bắt lúc hơn 13 giờ cùng ngày tại Hà Nội, cách địa điểm xảy ra vụ cướp hơn 250 km. Nghi phạm đối mặt với cáo buộc tội cướp tài sản theo Điều 168 Bộ Luật Hình Sự, nguyên nhân gây án đang được cơ quan công an làm rõ. Một lãnh đạo xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu cho biết địa phương đang nắm lại thân nhân đối tượng, bước đầu xác định nam thanh niên ở khu vực xóm 4 cũ, xóm Thịnh Mỹ được thành lập từ việc sáp nhập hai xóm 4 và 5 cũ. Trước đó, vào khoảng hơn 12 giờ ngày 23 tháng 5, một nam giới khoảng 20 tuổi tới cửa hàng điện thoại NT nằm trên quốc lộ 1A cạnh trường Trung học Phổ thông Nguyễn Xuân Ôn thuộc xóm 8, xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu. Tại đây, nam thanh niên giả vờ mua điện thoại,
Nhưng khi nhân viên cửa hàng vừa đưa máy ra, nam thanh niên bất ngờ rút từ thắt lưng một vật giống súng đe dọa nhân viên. Đưa máy đây, không ta bắn chết. Khi thấy nữ nhân viên chưa đưa, tên cướp tiếp tục rút ra một vật giống chiếc dao nhọn, đe dọa, yêu cầu nhân viên đưa chiếc điện thoại. Thời điểm xảy ra sự việc tại cửa hàng điện thoại còn có một nữ khách hàng. Sau khi cướp được tài sản, nghi phạm đã đe dọa nhân viên cửa hàng và nữ khách hàng đi vào phía trong nhà, rồi nhanh chóng bỏ chạy. Ngay khi nhận được tin báo, Công an huyện Diễn Châu đã tổ chức lực lượng xác minh truy bắt. Đến đầu giờ chiều ngày 25 tháng 5, lực lượng chức năng đã bắt giữ thành công đối tượng nói trên đang lẫn trốn tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Quý vị thân mến, vụ cháy nhà trọ ở Trung Kính, Hà Nội làm 14 người tử vong khiến dư luận không khỏi xót xa cho những nạn nhân xấu số. Càng thương tâm hơn, trong số hai nạn nhân là vợ chồng mới cưới, người vợ còn đang mang thai ở tháng thứ ba. Bên cạnh đó, tại phiên thảo luận ở tổ chiều 24 tháng 5 về dự án luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cũng đã thông tin về nguyên nhân ban đầu dẫn tới vụ cháy. Chiều 24 tháng 5, phát biểu mở đầu phiên thảo luận ở tổ, Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội thông tin đến các đại biểu về vụ cháy ở Trung Kính, Hà Nội làm 14 người tử vong. Qua nắm bắt tình hình từ hiện trường, ông Phương nói công tác phòng cháy chữa cháy gặp bất cập, giá đất tăng lên, người dân cơi nới nhà cũ để cho thuê làm phá vỡ toàn bộ quy hoạch làng xưa. Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đề cập đến việc kết quả giữa nhà ở và nhà kinh doanh trong vụ cháy này. Nhà cơi nới để cho thuê, thậm chí kinh doanh toàn bộ khoảng trống của đường vào nhà. Ông Phương cho biết theo phản ánh ban đầu, vụ cháy bắt đầu có thể do chập điện, bình ga, bình khí của xưởng sửa chữa phát nổ. Khu vực đó vừa có xe máy của người dân, vừa có xe của xưởng sửa chữa. Vì vậy khi phát nổ đã tạo áp lực rất lớn, hất tung toàn bộ mái che tạm, đẩy toàn bộ lên nhà 3 tầng. Ông Phương cho biết, cửa vào hẹp toàn bộ đóng bằng gỗ có khe hở toàn vật liệu dễ cháy. Khi phát nổ, bung hết lên, toàn bộ áp lực tạo nên ngọn lửa có khí rất đậm đặc. Liên quan đến nạn nhân trong vụ cháy sáng 25 tháng 5, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương cho biết, trên địa bàn huyện có hai nạn nhân tử vong. Đó là anh VVG, sinh năm 1998, trú tại thôn Nhũ Tỉnh, xã Quang Khải, huyện Tứ Kỳ, và vợ anh Dê là chị NTTH, sinh năm 2001, quê quán tại xã Mão Điền, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Cũng theo chính quyền địa phương, đôi vợ chồng trẻ mới kết hôn hồi tháng 3 năm 2024. Sau đó, hai người lên Hà Nội thuê nhà trọ để sinh sống và làm việc. Thời điểm gặp nạn, người vợ đang mang thai con đầu lòng được 3 tháng. Một lãnh đạo xã Quang Khải cho biết hoàn cảnh gia đình các nạn nhân vô cùng khó khăn. Bố anh Dê làm nông nghiệp, còn mẹ đi làm công nhân thời vụ tại công ty môi trường Hải Dương. Dưới anh Dê còn có một em gái đang học đại học, còn chị gái bị khuyết tật nặng. Vị lãnh đạo thông tin, ngay sau khi nắm được thông tin, lãnh đạo địa phương đã tổ chức các đoàn thăm hỏi, chia buồn, động viên gia đình. Ủy ban Nhân dân huyện Tứ Kỳ đã hỗ trợ đột xuất cho gia đình ông Dê số tiền 19 triệu đồng. Ủy ban Nhân dân xã Quang Khải hỗ trợ gia đình 10 triệu đồng. Chuyển sang thông tin đáng chú ý khác, ngày 25 tháng 5, Công an tỉnh Bình Dương đã tạm giữ Nguyễn Văn Quý, 17 tuổi, quê tỉnh Sóc Trăng, để điều tra liên quan đến vụ người đàn ông bị đâm tử vong trước cổng một công ty xảy ra trên địa bàn huyện Bắc Tân Uyên. Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, tối 23 tháng 5, ông HVS, 44 tuổi, ngụ Bình Dương, bị hai người chặn lại rồi tấn công trước cổng công ty nơi ông S đang làm việc trong khu công nghiệp Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên. Trong quá trình xô xát, ông S bị một đối tượng dùng dao gây thương tích rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, song do vết thương quá nặng nên đã không qua khỏi. Nhận được tin báo, công an huyện Bắc Tân Uyên nhanh chóng đến hiện trường để điều tra. Quá trình truy xét, công an đã phát hiện và bắt giữ Nguyễn Văn Quý. Ngoài ra, một thiếu niên 15 tuổi cũng được xác định có liên quan đến vụ án mạng và được công an đưa về trụ sở lấy lời khai. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định giữa nạn nhân và nghi phạm xảy ra mâu thuẫn trong quá trình làm việc. Đến khi tan ca thì vụ việc xảy ra. Công an thành phố Vinh, Nghệ An vừa phối hợp phòng nghiệp vụ công an tỉnh Nghệ An và công an các huyện triệt xóa đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy từ huyện Quế Phong về thành phố Vinh, bắt giữ 11 đối tượng, thu giữ hơn 6.000 viên ma túy và một số tang vật liên quan khác. Đầu tháng 4 năm 2024, qua công tác nắm tình hình, công an thành phố Vinh đã phát hiện đường dây mua bán trái phép chất ma túy liên huyện. Điều hành hoạt động của đường dây này là Phan Trung Hân, sinh năm 1971, đã có 6 tiền án về ma túy, mới mãn hạn tù vào cuối năm 2023, giúp sức đắc lực cho Hân có Võ Thị Thanh, sinh năm 1982, có 4 tiền án về ma túy, và Trần Trung Hiếu, sinh năm 1992, có
có một tiền án về tội trộm cắp tài sản. Ngoài ra, Phan Trung Hưng còn thu nạp nhiều đối tượng làm mắt xích quan trọng vào đường dây của mình. Chuyên án bắt giữ các đối tượng được Công an thành phố Vinh triển khai. Trong vòng 2 tuần từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 28 tháng 4, lực lượng chức năng đã bắt giữ liên tiếp 9 đối tượng, thu giữ hơn 200 viên ma túy tổng hợp và nhiều tang vật liên quan khác. Sau khi những trợ thủ đắc lực bị cảnh sát bắt giữ, Phan Trung Hưng vẫn móc nối, cấu kết với đối tượng khác để tiếp tục vận hành đường dây của mình. Trong đó có đối tượng Mai Văn Thanh, sinh năm 1992, làm chân rết. Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định được ông Trùm đứng sau, chuyên cung cấp nguồn hàng cho Hưng là Già Xìa Chơ, thường gọi là Già Chơ, sinh năm 1969. Đầu tháng 5 năm 2024, khi nguồn hàng cạn kiệt, Hưng kết nối với Già Xìa Chơ để mua ma túy số lượng lớn. Tuy nhiên, Hưng chỉ đạo đàn em Mai Văn Thanh lên xã Tri Lễ, huyện Quế Phong nhận hàng chứ không trực tiếp xuất hiện. Đến khoảng 0 giờ 30 phút ngày 8 tháng 5, khi Mai Văn Thanh đang nhận hàng trên quốc lộ 48 đoạn đi qua xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp, thì bị công an bắt giữ, thu giữ 6.000 viên ma túy tổng hợp, một ô tô và một số tang vật khác. Đối tượng Hưng sau đó cũng bị đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, tổ công tác 373, công an thành phố Vinh và công an phường Quang Trung bắt giữ khi đang cố thủ tại căn hộ chung cư ở phường Quang Trung, thành phố Vinh. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Hưng, cơ quan công an thu giữ nhiều vật chứng liên quan đến vụ án. Mở rộng chuyên án khoảng 15 giờ ngày 14 tháng 5, tại địa bàn xã Châu Thôn, huyện Quế Phong, công an thành phố Vinh phối hợp công an huyện Quế Phong bắt giữ thành công Già Xì Chơ, thu giữ ma túy và các vật dụng khác liên quan đến vụ án. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Vinh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng trên về tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Ngày 26 tháng 5, tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy năm 2024 cấp tỉnh. Với sự tham gia của 13 đội thi, nội dung thi gồm 2 phần, lý thuyết và thực hành. Trong phần thi lý thuyết, mỗi đội được lựa chọn ngẫu nhiên một vận động viên bốc thăm và trả lời câu hỏi. Phần thi thực hành, mỗi đội có 6 vận động viên và 2 người đóng vai nạn nhân để phối hợp thực hiện hoạt động chữa cháy, cứu người, cứu tài sản. Tình huống giả định, đám cháy xảy ra tại một hộ gia đình, tổ liên gia phải sử dụng kim cộng lực để phá khóa cửa, cứu người bị nạn và tài sản trong đám cháy. Kết quả, tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy thành phố Cẩm Phả đạt giải nhất, tiếp tục đại diện cho tỉnh Quảng Ninh tham gia vòng thi cấp khu vực. Qua hội thi này thì tôi sẽ về phổ biến tất cả những kiến thức về phần câu hỏi lý thuyết mà tôi đã học được, rất nhiều những kiến thức bổ ích cho gia đình như các kỹ năng thoát hiểm và các biện pháp phòng chống cháy nổ. Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy năm 2024 được tổ chức thành 4 vòng, gồm vòng thi cấp huyện, cấp tỉnh, cấp khu vực và vòng thi chung kết toàn quốc. Vai trò của người dân trong việc phát hiện và xử lý đám cháy hoạt động rất là quan trọng. Chính vì thế là trong ngày qua, trước các tình hình cháy nổ trong các hộ gia đình diễn biến phức tạp, thì công an tỉnh cùng với ủy ban nhân dân các địa phương đã xây dựng nhiều tổ liên gia, mục đích là để các hộ dân, hộ liền kề sẽ hỗ trợ nhau trong các tình huống cháy, đặc biệt là cái việc là cứu người trong cái điều kiện cháy. Hội thi nhằm đánh giá, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ liên gia theo phương châm 4 tại chỗ, xử lý hiệu quả sự cố cháy nổ trong 5 phút vàng đầu tiên ngay khi đám cháy xảy ra. Hiện tại, Quảng Ninh có hơn 1.500 mô hình tổ liên gia và trên 500 điểm chữa cháy công cộng. Dự án khu nghỉ dưỡng Hội An Golden Sea tại phường Cẩm An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam có diện tích khoảng 6,9 ha, nằm gần bãi biển An Bàng. Mức đầu tư ban đầu 990 tỷ đồng. Và sau đó được chủ đầu tư là công ty cổ phần đầu tư năm sau nâng lên hơn 2.000 tỷ đồng. Dự án này gồm tổ hợp căn hộ khách sạn và biệt thự cao cấp tiêu chuẩn 7 sao, triển khai thực hiện từ năm 2019 và dự kiến bàn giao năm 2021. Nhưng sau hai lần gia hạn tiến độ vẫn dang dở và dần trở nên hoang phế. Hiện trạng các tòa nhà loang lổ nhếch nhác điều hiu. Theo chủ đầu tư, nguyên nhân dự án phải dừng thi công hơn 3 năm nay là do chưa được cấp giấy phép xây dựng. Và khi ông đỏ đây thì cái du lịch thì không ra bữa bữa, không được phát triển. Người dân bây giờ thì mình mong muốn một nhà nước hay là khách sạn chỉ để hoạt động xây dựng là cho đẹp, sạch sẽ để du lịch. Căn cứ khoản 1 điều 13 thông tư liên tịch số 10 năm 2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định về cách xếp lương như sau. Chức danh nghề nghiệp bác sĩ cao cấp, hạng 1,
chức danh nghề nghiệp bác sĩ y học dự phòng cao cấp hạng 1 được áp dụng hệ số lương viên chức loại A3, nhóm A3.1 từ hệ số lương từ 6,2 đến hệ số lương 8. Chức danh nghề nghiệp bác sĩ chính hạng 2, chức danh nghề nghiệp bác sĩ y học dự phòng chính hạng 2 được áp dụng hệ số lương viên chức loại A2, nhóm A2.1 từ hệ số lương từ 4,4 đến hệ số lương 6,78. Chức danh nghề nghiệp bác sĩ hạng 3, chức danh nghề nghiệp bác sĩ y học dự phòng hạng 3 được áp dụng hệ số lương viên chức loại A1 từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98. Chức danh nghề nghiệp y sĩ được áp dụng hệ số lương viên chức loại B từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06. Mức lương cơ sở được áp dụng hiện nay là 1.800.000 đồng một tháng. Cụ thể mức lương bác sĩ làm việc tại Sở Y tế được thể hiện dưới bảng sau đây. Bác sĩ từ 4.212.000 đến 8.964.000 đồng một tháng. Bác sĩ chính từ 7.920.000 đến 12.204.000 đồng một tháng. Bác sĩ cao cấp 11.160.000 đến 14.400.000 đồng một tháng. Mức lương này sẽ áp dụng đối với tất cả bác sĩ thuộc Sở Y tế không phân biệt vùng hay khu vực. Do đó, lương bác sĩ ở Sở Y tế 63 tỉnh thành sẽ đều nhận được mức lương theo quy định nêu trên, chưa bao gồm phụ cấp và các khoản thưởng khác. Theo cáo trạng, vào cuối năm 2017, bị cáo Trần Hoàng Vũ, ngụ huyện Long Hồ, đến huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long thuê một căn nhà để ở. Lúc này bị cáo không có nghề nghiệp ổn định. Bị cáo nói dối với những người xung quanh rằng bị cáo là nhân viên của một công ty bia, quản lý 6 tỉnh miền Tây. Đáng nói bị cáo còn nổ có quen với nhiều lãnh đạo cơ quan tư pháp của tỉnh Vĩnh Long. Từ những thông tin trên, có nhiều người tìm đến bị cáo Vũ thuê đi đòi nợ. Bị cáo Vũ chấp nhận và đã đưa nhiều thông tin, hình ảnh, làm giả các giấy chứng nhận nợ, cam kết trả nợ, chữ ký của con nợ và hình ảnh cá nhân của một cán bộ tòa án tỉnh, sử dụng tài liệu giả có con dấu và chữ ký của một đồng chí công an tỉnh. Với thủ đoạn trên, từ tháng 4 năm 2018 đến đầu năm 2019, bị cáo đã chiếm đoạt trên 800 triệu đồng của những người thuê Vũ đi đòi nợ. Ngoài ra, bị cáo Nguyễn Ngọc Điệp có hành vi làm giả các giấy nhận nợ, cam kết trả nợ, ký tên, đăng tay, điểm chỉ để bị cáo Vũ tạo thêm niềm tin với các bị hại. Từ các căn cứ nêu trên, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Hoàng Vũ 13 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 3 năm tù về tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức, tổng hình phạt là 16 năm tù giam. Bị cáo Nguyễn Ngọc Điệp 4 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Mặc dù trong thời gian qua, nhiều trung tâm đăng kiểm trên địa bàn cả nước gặp khó về mặt nhân sự, nhưng vẫn đảm bảo đăng kiểm đúng tiến độ, hạn chế tối thiểu tình trạng xe đăng kiểm ùn ứ trong thời gian dài, làm ảnh hưởng đến người đi đăng kiểm. Nói thật là cũng gọi là hơi ùn đầu giờ thôi, chứ còn gọi là ùn ứ thì cũng không phải. Hiện tại công suất trung tâm của tôi là có thể là kiểm định 180 xe một ngày, thì tại chúng tôi chưa hết công suất, với khoảng độ 90-95% công suất thôi. Đây thì tại đây các bạn thấy giờ này là cũng hết xe, chưa hết giờ mà đã hết xe để kiểm định rồi. Cho nên là người dân mình vẫn có cái thói quen là cứ hay tập trung vào đầu giờ sáng thì đến rất đông, và đầu giờ chiều đến rất đông. Thì vậy cũng là mong là mọi người đến giải rác trong giờ thì đỡ gây áp lực cho chúng tôi, cũng mọi người cũng đỡ phải chờ đợi lâu. Nếu mà giải rác cái khung giờ thì tôi nghĩ rằng là mọi xe đến khám rất là nhanh và thuận lợi. Mình cũng có đăng ký hẹn lịch online ở trên qua các ứng dụng và trang web, thì cũng hẹn lịch thì mình đến đúng hẹn thì được xếp chỗ vẫn đúng như thứ tự mình đã hẹn. Tôi thấy là quá trình đăng kiểm ở đây thì cũng diễn ra nhanh chóng và thủ tục cũng đơn giản và cũng thuận tiện cho người đi đăng kiểm. Cục đăng kiểm cho biết hiện nay trên toàn hệ thống có hơn 1.800 đăng kiểm viên đang hoạt động đăng kiểm ở 274 trung tâm. Chưa có trường hợp người dân phàn nàn phản ánh về tinh thần trách nhiệm của đăng kiểm viên. Cả hệ thống hiện nay có thể đăng kiểm được khoảng 650.000 xe một tháng, trong khi đó thời điểm cao điểm nhất vào tầm tháng 7 năm 2024 thì cũng chỉ có khoảng hơn 500.000 phương tiện có nhu cầu kiểm định.
theo thông tin của chúng tôi, số liệu của chúng tôi thống kê. Chính vì vậy nên là nói về toàn hệ thống thì hoàn toàn có thể đáp ứng được. Đấy, nhưng tuy nhiên là do bố trí nó không đều nên là ở một số thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Thừa Thiên Huế thì có thể có ùn. Đấy. Còn trên tổng thể thì chưa vấn đề gì. Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, 20 trung tâm đăng kiểm đã ngưng hoạt động do nhiều lý do như hết hạn thuê mặt bằng, không đáp ứng được yêu cầu phòng cháy chữa cháy và có đơn vị thiếu nhân lực. Những trung tâm đăng kiểm này khó có khả năng mở cửa trở lại. Ngày 24 tháng 5, Tòa án Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với hai bị cáo Phan Thảo Nguyên, sinh năm 1995, trú tại tỉnh Quảng Trị và Phan Trường Thảo, sinh năm 1992, trú tại thành phố Huế. Theo hồ sơ vụ án năm 2022, do biết Nguyên có bán ma túy nên Thảo đã mua hàng của Nguyên để bán lại. Ngày 3 tháng 7 năm 2023, tại khu quy hoạch Nguyễn Khoa Chiêm, thành phố Huế, khi Thảo đang chuẩn bị bán 82,061 gram ma túy cho người khác, thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang. 23 giờ 45 cùng ngày tại phường An Hòa, thành phố Huế, khi Nguyên đang đem 50,14 gram ma túy loại methamphetamine để giao cho Thảo thì bị phát hiện. Qua điều tra, từ tháng 6 đến tháng 7 năm 2023, Thảo 4 lần mua ma túy của Nguyên để bán lại cho người khác. Cả hai bị can phải chịu trách nhiệm hình sự với tang số chung là 132,201 gram methamphetamine. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Thảo 19 năm tù và Nguyên 20 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Tuần lễ thời trang Cửu Long, Cửu Long Fashion Week vừa diễn ra vào tối ngày 25 tháng 5 tại thành phố Cần Thơ. Điều đặc biệt là chương trình đã tái hiện khung cảnh chợ ma làng nghề Chiếu Đình Yên của huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, vừa sống động vừa ma mị. Dù chỉ là một nét chấm phá nhưng đã để lại sự choáng ngợp và ấn tượng đối với khán giả. Rất là ma mị, rất huyền bí nhưng cũng không kém phần là dân gian. Tôi không nghĩ là các bạn trẻ bằng nhí, vào nhí mà có thể thực hiện những cái bước đi cũng như là những bộ bà hoa dân gian có thể thể hiện được cái nét đẹp của vùng đồng bằng sông Long. Tôi thật sự là ấn tượng với ban tổ chức bởi vì một cái concept rất là tuyệt vời. Nào là sầu riêng, xoài, nhãn hay chôm chôm như thế này, dù chỉ là những loại trái cây dân dã của miền Tây Nam Bộ, nhưng khi kết hợp với trang phục áo bà ba hay là áo dài thì đã tạo nên được sự duyên dáng trên các sàn diễn thời trang thu hút người xem. Đêm diễn được thực hiện lấy cảm hứng từ hồn quê Nam Bộ, kết hợp trái cây miệt vườn là chôm chôm và cam quýt, điểm tô nét đẹp mộc mạc vào trong các thiết kế ấn tượng. Trái cây sẽ quảng bá thì sẽ giúp những người nông dân sẽ bán được nhiều hơn và sẽ có nhiều nguồn kinh tế hơn. Qua bộ sưu tập thì mình muốn cho các bé là sẽ là thông qua thời trang thì quảng bá trái cây của mình. Bộ sưu tập mình muốn là các bé sẽ am hiểu về văn hóa đồng bằng sông Cửu Long của mình, thì sẽ đợt này là sẽ tìm hiểu văn hóa của ở Lấp Vò đồng chợ Chiếu Định Niên. Thì các bé thì thông thường thì các bé sẽ không được diễn tả nhiều hơn người lớn, mà nhưng mình cũng muốn là các bé sẽ trải nghiệm để biết văn hóa, để ngay cái dịp quốc tế thiếu nhi thì nó các bé sẽ cũng là một hoạt động vui chơi giải trí của bé. Có thể thấy giá trị cốt lõi của đêm diễn là giới thiệu và nâng cao giá trị trái cây và nghề truyền thống Nam Bộ qua thời trang, từ đó làm nền tảng góp phần đẩy mạnh hình ảnh thời trang và cuộc sống luôn được gắn liền. Thưa quý vị và các bạn, vào mùa gieo cấy mạ thì dễ dàng bắt gặp hình ảnh những người thợ lội sông để mà múc bùn non như thế này, và bùn non này sẽ được bà con dùng để mà gieo cấy mạ. Ngày nay, dịch vụ gieo cấy mạ tại xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng phát triển đã giúp giải quyết một lượng lớn lao động tại địa phương, đa phần là thanh niên hay những người lớn tuổi. Họ tham gia vào các công đoạn như múc bùn non, lượt bùn, trộn giá thể, gieo mạ. Một ngày đó, nếu mà đếm thùng chắc khoảng chừng 200 thùng. Thì mình xuống dưới, mình gà cái chân ở dưới, mình gà dưới chỗ nào có sình thì mình xúc. Lặn như lặn lên cũng lẽ chừng không được phút đâu. Tại tùy theo sông, sông cạn sông sâu thì sông lớn nước chảy thì nó mệt, còn như cái sông nhỏ sình nó nhiều, nó cạn chừng mét mấy mà lặn nó khỏe một chút, còn sông lớn khi nó cả 3-4 mét nó mệt. Bùn non sau khi múc lên sẽ được lượt bỏ các vỏ ốc rác trong đất, sau đó trộn với sơ dừa rồi trải đều ra thảm ni lông để gieo mạ. Đây là hình thức gieo mạ sân. Sau khoảng 2 tuần sẽ tiến hành đem mạ ra ruộng để cấy. Quy trình gieo mạ có nhiều công đoạn nên cần lượng lớn nhân công tham gia. Vì vậy, nhiều lao động tranh thủ thời gian nông nhàn để có thu nhập giúp cải thiện kinh tế gia đình. Một đội gieo mạ này cũng như là phân chia làm hai. Một số thì trên bờ, 3 người trên bờ, 3 người dưới nước. Tính ra cũng có nhầm khi thì chỗ mà có sình nhiều thì là gọi sớm khoảng 11-12 giờ rồi. Nếu mà chỗ mà không có sình thì chạy ra đến 1 giờ hoặc 2 giờ.
Trên bờ mình thấy là mình làm nền cho nó bằng phẳng. Một vụ mình làm cỡ 25 ngày tới tháng đó. Thì hồi trước là có 250 à, mà ăn cơm nhà bây giờ người ta cho, năm nay cho lên 300. Dù công việc vất vả, chồng mình lội nước lặn sâu để múc bùn, phơi nắng để gieo mạ, nhưng đổi lại công việc ổn định có thu nhập để chi tiêu, vì vậy có người đã gắn bó với nghề hơn chục năm qua. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình hàng ngày của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên ấn like và subscribe, ủng hộ kênh của chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp quý vị trong các video tiếp theo.